Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạt Computer. Như tiêu đề của video thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu laptop có thể chơi được từ VG mà mức giá của nó sẽ là chưa tới 15 triệu đồng đâu. Thì đấy là mẫu laptop gì thì nó đang ở ngay phía sau lưng mình. Đây, ở ngay phía sau. Và đấy chính là mẫu laptop Acer Aspire 5 A515. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là đằng khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hộp bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượt thì hãy tới ngay Hạt Computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của Hạt Computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Từ trước đến nay thì những mẫu laptop của Acer thì luôn cho chúng ta một mức hiệu năng chỉ giá thành rất là tốt. Nhưng mà Acer lại bị mang một tiếng đồn, đấy chính là nó không được bền như là những mẫu laptop khác. Thì mình đánh giá thì đây là một đánh giá rất là sai của các bạn. Bởi vì với phân khúc laptop giá rẻ khoảng tầm từ 15 triệu trở xuống thì chất lượng hoàn thiện của hầu như những mẫu laptop nào nó cũng tương đương với nhau mà thôi. Của bền sẽ là tại người. Chỉ là trừ một số mẫu laptop chuyên dụng như là HP ProBook hay là Lenovo ThinkPad ra thì nó sẽ là có độ bền có thể nói là nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà với những mẫu laptop giá rẻ trở xuống thì nó là như nhau mà thôi. Với mẫu Acer Aspire 5 A515 này, nó có một cấu hình rất mạnh so với tầm giá là 15 triệu đồng. Thì nhưng mà nó lại có hiệu năng cao, thì có nghĩa là các bạn không thể nào mà bắt nó chạy nặng một thời gian dài hoặc là các bạn bắt nó làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Bởi vì nó là laptop giá rẻ, đúng là cấu hình nó cao nhưng mà chất lượng hoàn thiện của nó thì không được cao cho lắm. Thế nên bắt nó chạy nặng trong thời gian dài chắc chắn sẽ có vấn đề bởi vì nó là giá rẻ. Đối tượng người dùng mà Acer Aspire A515 hướng tới đấy chính là những bạn học sinh, sinh viên cần một mẫu laptop để vừa học vừa giải trí các thứ. Thì tại sao nó lại hướng tới đối tượng người dùng này? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá từ thiết kế trước. Thiết kế của Acer Aspire A515 mình đánh giá nó là thực dụng, tuy không quá cao cấp nhưng mà là dùng được. Mặt trên của nó được làm bằng nhựa hoàn thiện theo kiểu sần kẻ dọc. Thực ra trong tầm giá này đã có được một số laptop sử dụng kim loại ở ngay mặt trên rồi. Thế nên mình không đánh giá cao việc Acer được làm bằng nhựa lắm. Nó đúng là nó là dòng rẻ tiền thật, nhưng mà Acer nên làm khéo một chút để nó nhìn cao cấp hơn. Nhưng mặt lưng này được cái là nó không hề bám mồ hôi và dấu vân tay. Trong quá trình sử dụng của mình thì mình không cần phải lau chùi gì luôn. Bản lề của máy thì nó được làm khá là dài và có màu bạc. Nó làm điểm nhấn cho máy, làm cho nó sẽ đẹp mắt hơn. Nhưng mà việc nó được kéo ra hai đầu như thế này thì nó sẽ làm cho phần màn hình nó có phần khó vẹp đi một chút. Nó không được chắc chắn lắm. Về kích thước của Acer Aspire A515, nó có độ mỏng là 21mm và nặng là 2,1kg. Nó không quá là mỏng nhẹ, nhưng mà với những bạn học sinh sinh viên thì đang trẻ, đang khỏe mà cứ mang nặng một chút cũng không sao đâu. Còn với mình thì già rồi, thế nên mình sẽ cần đi mỏng nhẹ một chút. Trong tầm giá của Acer Aspire A515 cũng đã có một số mẫu laptop rất là mỏng nhẹ rồi. Nhưng mà về cấu hình chắc chắn thì không thể nào mà so được với cả Aspire A515. Nếu mà các bạn đang muốn một mẫu laptop mà vừa mỏng nhẹ vừa cấu hình cao thì chắc chắn mức giá của nó sẽ không rẻ đâu. Các cổng kết nối của Acer Aspire A515 nó được bố trí ở hai bên như là mọi mẫu laptop khác. Cạnh trái chúng ta sẽ có khe đẻ SD, cổng USB 3.0, cổng HDMI, USB Type-C 3.1 và jack LAN RJ45. Cạnh phải sẽ là jack 3.5mm combo, hai cổng USB 2.0 và jack nguồn. Số lượng cổng kết nối mình đánh giá là ổn nhưng mà cách sắp xếp thì chưa được ổn cho lắm. Bởi vì theo mình, hai cổng USB 2.0 và jack nguồn thì nên để ở bên trái sẽ là tốt hơn, bởi vì nó sẽ tránh việc các bạn là sử dụng một cách vướng víu hơn. Khi lật màn hình lên thì mình cảm thấy một sự khác biệt hoàn toàn so với cả bên ngoài. Viền màn hình của nó có phần hơi dày nhưng mà không thể nào chê được, bởi vì nó là giá rẻ chứ không phải là tầm trung hay là cao cấp. Viên nó mỏng một chút đi thì tốt, nhưng mà không mỏng cũng là không sao. Nhưng phần kê tay và bàn phím nó lại được làm rất tốt. Chính vì đây là phần thường xuyên để tiếp xúc nhất mà Acer lại làm tốt, thế nên mình đánh giá nó là rất thực dụng. Phần kê tay được làm bằng kim loại phai xước. Viên xung quanh lại được cắt theo kiểu kim cương, xung quanh chỗ touchpad cũng được cắt kim cương luôn. Nhìn rất là cao cấp và nó không chỉ mang lại tính thẩm mỹ cao, mà lúc mình đặt tay lên nó còn cho mình một cảm giác rất là mát khi mà mình ngồi điều hòa. Phần kê tay này cực kỳ mát luôn, sờ rất là thích. Bàn phím của Acer Aspire A515 được thiết kế theo layout thông thường. Ở bên phải các bạn sẽ có phần 5 pad, thế nên các bạn sẽ rất dễ để có thể thao tác và cũng như là làm quen. Cảm giác gõ ổn cũng không phải là quá ngon, nhưng mà mình đánh giá nó là ổn. Đối với một bàn phím trên một mẫu laptop giá rẻ mà không gặp hiện tượng flex như là A515 là đã quá tốt rồi. Touchpad cũng là ở mức trung bình thôi, kích thước lớn nhưng mà cảm giác gì hơi zip một chút. Cái này thì trong tầm giá này thì mẫu laptop nào cũng vậy thôi, rất khó để có thể chế trách được.
Nhìn chung cảm quan bên ngoài của Acer Aspire A515 nó là không quá nổi trội so với cả những bộ laptop khác trong cùng tầm giá. Nó kiểu cứ ở mức trung trung ấy, không phải là tệ nhưng mà cũng không đến mức là ngon. Nhưng mà điểm nổi trội của Acer Aspire A515 nó không đến từ cái ngoại hình của nó, mà nó tới từ phần cứng ở bên trong. Thông số đầu tiên mà mình muốn nói tới đấy là màn hình. Nó có kích thước 15,6 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS và có phủ lên một lớp mesh chống chói. Chưa cần biết chất lượng của nó như thế nào mà nghe qua thông số như thế này, mình đã thấy nó rất thơm trong tầm giá 15 triệu đồng rồi. Đánh giá thực tế với cả Spider 5, mình thu được chất lượng cũng không quá là tệ, với 57% giải sRGB và 36% giải Adobe RGB. Thực tế thì nó không quá cao và cũng chưa đủ để các bạn có thể xử lý đồ họa. Nhưng mà với việc các bạn giải trí thông thường kết hợp với cả tấm nền IPS góc nhìn rộng nữa thì gần như là các bạn nhìn góc nào cũng rất là tốt. Xem phim, giải trí, xem chơi game các thứ rất là ngon. Chắc chắn nó sẽ là ngon hơn TN rất nhiều. Độ sáng thực tế của Acer Aspire A515 khá cao là 260 nit tại điểm sáng nhất. Nó còn cao hơn cả một số mẫu laptop trung cấp nữa. Nó giúp các bạn có thể sử dụng trong môi trường ánh sáng mạnh hay là ánh sáng phức tạp, nó rất là ngon. Kết hợp với cả lớp mesh chống chói nữa thì nói là ngon chết để cho các bạn làm việc ngoài trời luôn. Nhưng khi nhìn thật kỹ vào màn hình của Acer Aspire A515 thì các bạn sẽ thấy được rõ một điều là độ sáng ở trên màn hình này nó không đồng đều. Có chỗ sáng nhưng mà cũng sẽ là có chỗ tối. Mình không biết là cái này có phải là tính năng của Acer không, nhưng mà ngay kể cả mẫu laptop có giá đến 300 triệu của Acer như là Predator 21X thì nó cũng bị cái lỗi này, và nó còn bị nặng hơn như thế này nữa cơ. Nhìn buổi sáng thì không sao, nhưng mà nhìn buổi tối các bạn sẽ thấy rất là rõ. Thông số nổi bật tiếp theo là CPU Intel Core i5-8250U 4x8 luồng cùng với cả card đoạn rời là Nvidia MX150, phiên bản kế nhiệm hoàn hảo của GT940MX. Nó vừa mạnh, nó lại vừa tiết kiệm điện năng. Trên màn hình sẽ hiển thị thêm một số thông tin nữa, nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể stop lại và xem nhé. Trước khi đến với phần đánh giá hiệu năng thì mình muốn khuyên các bạn một điều, đấy chính là khi các bạn mua Acer Aspire A515 về thì các bạn hãy mua ngay cho mình một chiếc LED. Mặc dù là chiếc LED đấy có mức giá rẻ nhất đi chăng nữa thì nó cũng cho các bạn một trải nghiệm khác rất nhiều so với cả ổ HDD gốc mà Acer Aspire A515 đang có. Ổ gốc nó chỉ là 4T5400RPM mà thôi, nên nó khá là chậm và nó thường xuyên bị lỗi full disk. Nhưng mà khi các bạn thay một mẫu SSD vào, kể cả là mức giá nó rất rẻ đi, khi các bạn thay vào thì nó cũng cho một tốc độ khác hoàn toàn. Nó cho các bạn trải nghiệm rất là mượt cũng như là loại bỏ hoàn toàn lỗi full disk. Khi mình trải nghiệm với cả những ứng dụng hàng ngày như là Chrome hay là Photoshop thì chắc chắn nó sẽ rất là mượt, bởi vì cấu hình của nó đã vượt xa rất nhiều những gì mà dân văn phòng cần thiết. Mình cũng có làm qua với cả Lightroom và Photoshop thì cảm nhận của mình là con i5-8250U nó rất mạnh và mạnh hơn con i5-7200U khá là nhiều. Sự khác biệt là rất rõ luôn, nhưng chính vì option gốc của nó không có SSD, thế nên nhiều lúc mình cảm giác là nó có một độ delay nhất định, mặc dù là con i5-8250U khá là mạnh. Còn ai đang muốn edit video ở trên mẫu laptop Acer Aspire A515 này ấy, thì ngay đầu tiên các bạn hãy thay SSD cho mình, bởi vì HDD quá chậm và gần như là không đủ tốc độ để cấp cho việc các bạn xử lý video. Nếu như các bạn sau khi đã thay SSD vào rồi thì các bạn hoàn toàn có thể edit những video nhẹ nhàng, độ phân giải Full HD kiểu như là video review các thứ ấy, thì ở Full HD các bạn vẫn có thể làm được. Mình có benchmark qua với cả một số phần mềm để các bạn có thể tiện tham khảo cũng như là đem so sánh với cả những mẫu laptop khác. Nhờ có cấu hình cao nên điểm số của nó là rất cao, nó vượt trội hoàn toàn so với cả những mẫu laptop giá rẻ trước đây. Dù sao thì i5U thế hệ mới này nó cũng đã có tới 4x8 luồng xử lý. Nó vừa có khả năng render ổn, có thể nói là tốt trong tầm giá của những chiếc laptop giá rẻ. Nó vừa có khả năng đa nhiệm ngon, rồi nó còn có cả card rời là MX150 nữa. Riêng với Nvidia MX150, nó thực tế là một chiếc GT1030 nhưng được rename lại và mang lên trên laptop. Hiệu năng của nó tương đương với cả GTX950M trước đây và mạnh hơn khoảng vài chục phần trăm so với cả GT940MX trước đây nữa. Mà điện năng tiêu thụ của nó là tương đương với cả 940MX. Có vẻ như công nghệ đang dần phát triển và những mẫu laptop giá rẻ được hưởng lợi rất nhiều. Khi mình chơi game thực tế ở trên Acer Aspire A515 thì mình thấy nó chỉ thua con GT1030 trên PC một chút thôi, nó chỉ là một chút thôi. Như PUBG mình có thể chơi ở thiết lập là very low trên độ phân giải là Full HD, mà FPS vẫn được loanh quanh ở khoảng tầm 40 FPS, thì mình đánh giá nó là rất ngon. Nhưng mà với mình thì cảm giác hơi đau đầu một chút, bởi vì FPS thấp trên PUBG mình không thể nào mà chơi được. Bạn nào mà cũng như mình thì có thể hy sinh độ nét đi một chút để giảm độ phân giải xuống còn HD, FPS sẽ lên rất cao, nó lên trên 60 luôn đấy. Còn những tựa game khác thì mình sẽ để FPS ở trên màn hình để các bạn có thể tham khảo qua.
Về nhiệt độ thì các bạn không cần phải quá đắn đo ở trên mẫu Acer Aspire A515 này đâu. Bởi vì dù sao ở trên nó cũng là chip tiết kiệm điện và card cũng là tiết kiệm điện luôn. Thân hình của nó thì 21mm mà nó có thể nhét được một hệ thống tản nhiệt khá là dày vào, thế nên là hiệu năng tản nhiệt của nó cũng khá là tốt. Và trong quá trình trải nghiệm của mình thì mình chỉ nhận thấy một điều là ở phần trên bản lề màn hình ấy thì nó sẽ là hơi nóng một chút, nhưng mà phần kê tay sẽ là không sao, mình vẫn có thể sử dụng một cách rất là bình thường. Và các bạn đừng thấy nó mát mà các bạn ép nó chạy nặng trong thời gian dài nhá. Dù sao thì nó cũng là laptop giá rẻ, các bạn không thể nào mà ép nó chạy nặng trong thời gian dài được, bởi vì các hãng họ không thiết kế cho nó làm như thế. Và đến lúc nó hỏng thì các bạn lại bảo nó không bền các thứ thì có vẻ hơi sai đấy. Cuối cùng là thời lượng pin thì mình thấy nó hơi trâu so với cả mức quy định cũng như là mức giá của nó. Mình có thể làm văn phòng cũng như là lướt web mà không bật cạc rời thì mình vẫn có thể sử dụng nó được khoảng tầm hơn 4 tiếng mà thời lượng pin vẫn còn là khoảng tầm 30%, có nghĩa là nó còn sống sót được thêm tầm 2 tiếng nữa. Về thời lượng pin thì thực ra nó cũng chỉ mang tính chất là tham khảo thôi, bởi vì nhu cầu của mỗi người sẽ là khác nhau. Có những người thường xuyên làm văn phòng nhưng mà họ lại kèm theo cả chơi game, lướt web các thứ nhiều hơn thì thời lượng pin của nó cũng sẽ tụt nhanh hơn. Hay là các bạn sử dụng như là Lightroom là vào Photoshop để chỉnh sửa ảnh, chắc chắn thời lượng pin sẽ tụt rất nhanh. Còn với mình thì chỉ có làm đánh văn bản, đọc file PDF và lướt Face các thứ thôi thì thời lượng pin sẽ là rất lâu. Vừa rồi mình đã đánh giá cho các bạn mẫu laptop Acer Aspire A515, một mẫu laptop hướng từ đối tượng học sinh sinh viên, vừa có nhu cầu học tập, vừa có nhu cầu về chơi game giải trí các thứ, nhưng mà mức giá của nó rất là rẻ, tầm dưới 15 triệu đồng mà thôi. Và chốt lại thì Acer Aspire A515 sẽ có những gì? Đây chính là nó sẽ có một cấu hình phải nói là cao nhất tầm giá. Rồi kèm theo nữa, đây chính là nó có một hệ thống tản nhiệt cũng khá là tốt và thời lượng pin cao. Và đương nhiên nó cũng sẽ có những điểm trừ nhất định, ví dụ như là màn hình này các bạn không thể nào làm đồ họa được, bởi vì cái giải màu của nó không quá rộng cũng như là độ sai lệch của nó cũng là tương đối. Ngoài ra rồi thiết kế của nó cũng không quá là cao cấp, nhìn nó kiểu học sinh sinh viên dùng thì được, nhưng mà nếu ai đó đi làm rồi thì nhìn nó kiểu hơi rẻ tiền một chút. Và ý kiến các bạn như thế nào thì hãy comment phía bên dưới nhá. Còn với mình, theo mình đánh giá, với mẫu mà laptop dưới 15 triệu đồng mà có thể chơi được PUBG, Valo, độ phân giải Full HD như thế này là đã rất là đáng để lựa chọn rồi. Các bạn hãy comment ý kiến phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.